Xin chào bác nha. Bác ơi, hôm nay em đi xem trâu nhà em đây. Đây con trâu đực nhà em nhá. Con trâu này 4 năm. Đây đang ăn cỏ bờ sông đây các bác. Con này em bán hơn 40 nhá các bác nhá. Đây em quay chi tiết cho. Đây sừng, đây sừng đẹp nhá các bác nhá. Nhà em không trâu không kéo gì đâu, chăn thả thôi, không trâu này không làm việc gì đâu. Đây này, đây đủ 4 khoáy nha các bác nhá. Một khoáy đây, mông đẹp này, mông đi lồng bàn nha các bác nhá. Đây khoáy đây, một khoáy đây nữa, hai bên nha các bác nhá. Đây đủ 4 khoáy nha các bác nha. Đây chỗ này nó hơi bẩn, nó vừa tắm sông đây các bác. Bây giờ cũng chiều, gần chiều tối rồi. Nhà em có hai con đực nha các bác nha. Đàn kia con này phải buộc, con này hay đi, nó toàn hay bơi qua sông đây các bác, nên phải buộc riêng. Đàn cỏ đây nên con này hay đi nên phải buộc đấy các bạn. Trâu nhà em con này vố béo nữa thì đẹp, nhưng mà nhà em không hay vố béo đâu, toàn chăn thả thôi, không có kinh tế mấy, không mua được vố béo, không làm được chuồng vố béo các bác, nên toàn đi chăn này thôi. Này mông đẹp này, mông đẹp nha, đuôi đẹp nha các bác nha. Này dái đẹp này, dái còn ướt, nó vừa tắm xong đấy các bác. Có một con đực nữa, con đực kia đẹp hơn con này. Lúc nào em đi chăn em quay chi tiết cho các bác xem con trâu kia nhá. Em có một đàn nữa, bác nào thích thì liên hệ với em nhá. Đây nhà em ở chỗ sông Đà trên Sơn La đây các bác.